Hưng Yên là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, với diện tích tự nhiên hơn 930 km2, dân số 1.252.000 người. Hưng Yên có điều kiện thổ nhưỡng hài hòa, thuận lợi, cộng với tư duy năng động, sáng tạo và sự chuyên cần của người dân, khiến cho nơi đây trở thành mảnh đất trù phú với những nông sản tiêu biểu như nhãn lồng Tiến Vua, vải lai chín sớm Phù Cừ và vải trứng Hưng Yên. Bên cạnh đó là những sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu trong toàn quốc đã và xuất khẩu tới các thị trường quốc tế. Trong đó, cam Hưng Yên tuy được gieo trồng chưa lâu, song nhờ kinh nghiệm thâm canh lại hợp với điều kiện môi trường khí hậu ở vùng đất này, đã nhanh chóng trở thành giống cam đặc sắc có vị ngọt đậm, vị thơm mát, mẫu mã đẹp, khiến cho ai đã thưởng thức một lần thì luôn nhớ mãi. Em cũng đã được đi thưởng thức ở rất nhiều nơi rồi, nhưng mà em cảm thấy là cam ở Đồng Thanh Hưng Yên thì rất là ngon và có cái vị ngọt thanh, vỏ thì mỏng và lòng quả cam thì rất là vàng ạ. Hạt thì em thấy là khá là ít. Cam rất là chất lượng, ngọt lướt và rất là nhiều các cái vị thanh mát. Bản thân tôi đã check cái sản phẩm này thì là rất là yên tâm. Cái nguồn gốc xuất xứ của nó đảm bảo để người dân chúng tôi sử dụng. Cam Hưng Yên thường gắn với các vùng ven đê phù sa màu mỡ ở các huyện Văn Giang, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại hơn các cây trồng khác, nhiều địa phương ở huyện Kim Động, huyện Phù Cừ, Ân Thi, Yên Mỹ đã nhanh chóng quy hoạch vùng, mở rộng các diện tích trồng cam. Hiện nay diện tích cây có múi của Hưng Yên có khoảng 3.700 ha, với sản lượng hàng năm gần 50.000 tấn, trong đó riêng cam là gần 1.700 ha, bưởi trên 100 ha. Từ năm 2015 trở lại đây, người dân ở các địa phương đã mạnh dạn nghiên cứu các đặc tính của các loại cây có múi này để đưa vào thâm canh trên những cánh đồng trước đây chỉ cây lúa và các loại cây trồng khác cho giá trị kinh tế thấp. Trong đó có những địa phương giờ đây đã hình thành các vùng trồng cam lên đến gần 100 ha như ở xã Tiên Tiến, Tam Đa, huyện Phù Cừ, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Cách chăm sóc cho cam là chăm bón là phân hữu cơ, là trứng ngâm và đỗ tương. Ngâm là cho cây ăn, không phun những cái loại hóa chất, toàn bộ là cam sạch. Ăn nó ngọt, thanh thanh tự nhiên. Tất cả các công đoạn đều được ghi chép và có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn. Chính vì vậy mà mỗi quả cam, ngoài mồ hôi công sức tần tảo của người dân, là việc ứng dụng trong sản xuất sạch, sản xuất an toàn, để khi đến với người tiêu dùng, ngoài chất lượng mẫu mã phải là các sản phẩm sạch thì mới có tính cạnh tranh cao, từ đó mới có thể tiêu thụ được tại các tỉnh thành khác trong toàn quốc. Tôi cảm thấy là cam rất là ngọt và lâu rồi tôi không được ăn một cái hương vị cam ngon như thế. Chỉ có một vài ca. Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của người dân là sự chỉ đạo của tỉnh và sự chủ động tham mưu, tích cực vào cuộc của các sở ngành, chức năng trong việc hướng dẫn người dân tham gia các quy trình sản xuất các loại nông sản nói chung và cây có múi nói riêng theo hướng an toàn sinh học. Trong đó, ngành công thương đã tích cực tham mưu cho tỉnh tổ chức các hội chợ, các phiên chợ trong và ngoài tỉnh để xúc tiến tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các loại cây có múi như cam, bưởi và nhãn lồng. Thông qua các phiên chợ, hội chợ này, các chủ trang trại, chủ vườn, các hợp tác xã không chỉ mang các sản phẩm từ cây đặc sản của mình để tiêu thụ, mà còn là dịp để trao đổi kinh nghiệm trong thâm canh sản xuất và liên kết cùng phát triển. Đây cũng là dịp để các chủ vườn gặp gỡ với các đại lý tiêu thụ, các hệ thống siêu thị khách hàng để tiếp nhận các thông tin từ người tiêu dùng cho sản phẩm của mình ngày một hoàn thiện hơn. Mỗi dịp tổ chức các phiên chợ, hội chợ ở khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang hay phố nối thị xã Mỹ Hào, nơi gần thủ đô Hà Nội và các khu vực có đông dân số cơ học là điều kiện để người dân tìm đến tham quan, tiêu thụ các nông sản ở Hưng Yên. Trong đó có đặc sản cam, bưởi Hưng Yên luôn được đánh giá cao về mẫu mã, chất lượng. Tôi thấy chất lượng là mẫu mã đẹp mà coi như thơm ngon, giá cả thì cũng phải chăng. Tôi đến đây thì tôi thấy là hàng hóa rất là phong phú và các cái hàng thì mẫu mã rất là đẹp vì cái cách trồng của họ, cho nên tôi có thể yên tâm về cái chất lượng. Tôi mình cảm thấy rất là vui và thú vị khi mà tham gia lễ hội cam Hưng Yên. Đầu tiên cảm thấy vị ngọt, vì ngọt thanh của cam Hưng Yên và rất là thơm, đưa múi cam vào miệng thì mình cảm giác như kiểu rất là phiêu. Bởi vì là cam Hưng Yên ngọt, mọng và thơm, cái vị đặc trưng. Không chỉ tổ chức các phiên chợ, các hội chợ trong và ngoài tỉnh để xúc tiến tiêu thụ quảng bá nông sản của Hưng Yên, ngành công thương và các sở ngành chức năng
còn chủ động tham mưu cho tỉnh trong việc xây dựng và đề nghị công nhận các nhãn hiệu tập thể, quy hoạch vùng. Trong năm 2018 và năm 2019, ngành công thương chủ động thiết kế, trang bị hộp đựng nông sản tươi và đã qua chế biến để cải tiến các mẫu mã sản phẩm chủ lực của tỉnh. Coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để giúp người dân nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Chúng tôi tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến với 21 điểm cầu của các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kết nối với Sở Công Thương của các địa phương giới thiệu cái sản phẩm cam và cây có múi của chúng ta đến với người tiêu dùng. Kết hợp với một số các sàn thương mại điện tử truyền thống, năm nay cũng là sang lần thứ 3 chúng ta tổ chức cái sự kiện trực tuyến. Thì một số các sàn như Lazada, là Vusso, rồi là Vietpost và đặc biệt là với Sen Đỏ phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, vụ thị trường trong nước và Cục Thương mại Kinh tế số của Bộ Công Thương và Cục Công nghiệp địa phương. Riêng với Bộ Nông nghiệp thì chúng tôi kết hợp với Cục Chế biến Nông lâm Thủy sản và Trung tâm Giới thiệu Sản phẩm của Bộ Nông nghiệp. Và đặc biệt năm nay thì chúng tôi cũng có mời gọi một số các cái cơ sở chế biến thực phẩm tham gia cái sự kiện tổ chức những gian hàng 3D để người tiêu dùng cũng như là các cái siêu thị, nhà phân phối sẽ kết nối lại với cơ sở sản xuất và các nhà vườn hợp tác xã để lựa chọn những sản phẩm nông nghiệp đảm bảo được chất lượng và an toàn. Cùng với cam, Hưng Yên còn có nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu khác như nhãn lồng, không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn tiếp cận được nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc và một số nước châu Âu như Pháp, Đức. Từ năm 2018, nhãn lồng Hưng Yên được hãng hàng không Vietnam Airlines đưa vào thực đơn trong các bữa ăn của hành khách trên khoang thương gia, phục vụ gần 80 đường bay của Vietnam Airlines. Hưng Yên hiện có 700 hectare vải, sản lượng gần 11.000 tấn, tập trung chủ yếu ở huyện Phù Cử. Vải lai chín sớm Phù Cử từ lâu đã được người tiêu dùng trong Nam ngoài Bắc rất ưa chuộng. Những năm gần đây, diện tích trồng theo quy trình Việt Gáp đã được người dân rất quan tâm và mở rộng. Trên địa bàn huyện Phù Cử, Ân Thi hiện có gần 100 hectare vải trứng Hưng Yên, nhiều hoa quả, trong đó có cam, bưởi, thịt lợn và một số loại thủy sản đã bắt đầu có truy xuất nguồn gốc về quy trình sản xuất và địa chỉ đơn vị được các ngành chức năng quản lý. Bên cạnh đó, các loại chuối tiêu hồng, lúa nếp Hưng Yên, dược liệu và một số loại rau củ quả sạch của Hưng Yên đã và đang được người tiêu dùng trong và ngoài nước rất ưa chuộng. Trong đó, nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao và đã có mặt tại hệ thống các siêu thị lớn trên toàn quốc và các cửa hàng rau quả sạch an toàn trên địa bàn tỉnh. Điển hình là sản phẩm nghệ tươi, tinh bột nghệ cũng như chế biến từ nghệ. Tôi cũng rất mong cái sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo tỉnh nhà cũng như các ban ngành tạo mọi điều kiện để chúng tôi sớm xây dựng một cái nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP tại vùng nguyên liệu truyền thống nghệ Trì Tân. Sản phẩm nông nghiệp truyền thống mà hiện tại mà đang xuất nguyên liệu thô mà bây giờ mà xuất trực tiếp mà các cái cao cấp chính là cái cucumin thì đem lại lợi ích nhất định cho địa phương, đó là tạo rất nhiều công ăn việc làm cho bà con và tôn vinh cái giá trị cái sản phẩm truyền thống nông nghiệp lên. Hưng Yên không chỉ có hoa thơm trái ngọt nức tiếng toàn quốc và những sản phẩm đã qua chế biến như mật ong, long nhãn mà còn có những sản phẩm từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phục vụ thị trường trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Những năm qua, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt được nhiều kết quả. Các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh không ngừng tăng về số lượng và vốn đăng ký, góp phần thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế lao động, việc làm và thu ngân sách địa phương. Hưng Yên hiện có hơn 2.000 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Vì vậy, các sản phẩm công nghiệp rất đa dạng, từ những sản phẩm điện tử cao cấp được sản xuất tại các nhà máy trong khu công nghiệp Thăng Long 2 đến các sản phẩm chế biến, sản phẩm tiêu dùng. Nhiều sản phẩm nằm trong chuỗi sản xuất toàn cầu của các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới như Canon, Samsung. Trong thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp để mạnh thu hút đầu tư, tiếp nhận, chọn lọc ưu tiên các dự án đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tiến độ triển khai nhanh, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp nhiều cho ngân sách của tỉnh. Công tác thu hút, tiếp nhận có chọn lựa các dự án đầu tư đã hướng mạnh vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch. Dù cũng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh như nhiều doanh nghiệp khác, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì sản xuất để không bị gián đoạn công việc và thu nhập của người lao động.
và chúng tôi luôn luôn tìm những khách hàng mới để đảm bảo là việc sản xuất diễn ra liên tục và giúp cho người lao động có thu nhập ổn định. Bên cạnh việc tăng cường sản xuất và kinh doanh thì VGLCare cũng tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại tỉnh Hưng Yên. Các doanh nghiệp cũng nhận thức rất cao về trách nhiệm và lợi ích thiết thực của doanh nghiệp mình trong thích ứng an toàn linh hoạt phòng chống dịch để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo được thu nhập ổn định cho người lao động. Với cái chương trình xúc tiến thương mại của Sở Công Thương là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp còn chưa tiếp cận được với thị trường nhiều sẽ có dịp để quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn. Thì đây là một cái chương trình rất là thiết thực và Hiệp hội Doanh nghiệp hiện nay cũng đang hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp còn nhỏ, chưa có khả năng quảng cáo sản phẩm một cách chuyên nghiệp thì Hiệp hội Doanh nghiệp sẽ hỗ trợ với cái hình thức quảng bá thương mại online cùng với Sở Công Thương. Đây cũng là hình thức mới và giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số dần dần để thích ứng với cái bối cảnh dịch bệnh Covid hiện nay. Hưng Yên cũng có lợi thế rất lớn là các sản phẩm từ dệt may. Hiện toàn tỉnh có hơn 100 doanh nghiệp dệt may với hàng chục vạn lao động có tay nghề không chỉ gia công. Nhiều doanh nghiệp đã làm hàng để xuất khẩu trực tiếp. Bên cạnh đó, các sản phẩm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nông thôn ở Hưng Yên cũng phát triển rất đa dạng và không ngừng được nâng cao chất lượng mẫu mã. Nhiều sản phẩm từ làm hương truyền thống, mây che đan, đồ đồng, sản phẩm đồ mộc mỹ nghệ đã được cấp nhãn hiệu tập thể, có truy xuất nguồn gốc và được khách hàng trong và ngoài nước biết đến. Tôi làm thay đổi mẫu mã theo thị trường. Trước đây thì làm đơn giản hơn, bây giờ làm cầu kỳ các thứ, làm thêm chi tiết nhiều, công lâu hơn. Có thể thấy, các sản phẩm tiêu biểu nông sản và công nghiệp ở Hưng Yên đã dệt nên một bức tranh nhiều màu sắc. Ở đó không chỉ có những trái cây ngọt mềm, thơm vị đặc trưng như nhãn lồng hay cam Hưng Yên, cây nghệ và các sản phẩm từ nghệ, mà còn là những sản phẩm công nghiệp để cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Là những đồ mỹ nghệ mà chỉ có bằng bàn tay khéo léo, bằng trí tưởng tượng phong phú, cũng như các bí quyết hàng trăm năm của làng nghề mới xây dựng và phát triển rực rỡ như ngày nay. Nói đến Hưng Yên hôm nay, mọi người không chỉ nhắc đến một vùng quê nhất kinh kỳ, nhì phố hiến, mà còn nhắc đến một miền quê rất riêng với những sản phẩm đặc trưng, không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn là lộ trình để xây dựng thương hiệu tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển.